Thế giới luôn chuyển đổi, con người bước vào kỷ nguyên phẳng đầy biến động. Trong khi văn hóa là cái còn lại, thì tất cả những cái khác bị quên đi. Làm sao định hình được văn hóa doanh nghiệp trong tư thế thích ứng với những thay đổi tiến hóa của loài người? Đâu là phương pháp bất biến trong dòng chảy vạn biến? Hãy hòa mình vào khóa học tương tác nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp để tìm được lời giải phù hợp nhất bạn nhé! Tương tác trực tiếp với chuyên gia thật thú vị phải không bạn? Rất thú vị và đầy ý nghĩa đó chuyên gia. Tôi thích cách huấn luyện này, đặt vấn đề giúp cho người học có được cơ hội tư duy, khám phá và nhớ kiến thức lâu dài. Nhờ học tập 1 mà tôi mới hiểu chính xác câu nói mỗi doanh nghiệp có một đặc thù riêng, có một bản sắc văn hóa riêng. Trước đó thì tôi cứ thấy doanh nghiệp nào có hoạt động gì hay hay là tôi bắt chước à, nên không có bản sắc riêng. Chính vì có bản sắc riêng nên bất cứ ai tiếp xúc với doanh nghiệp bạn, tiếp xúc với mọi cấp bậc nhân viên của doanh nghiệp bạn đều cảm nhận được giá trị này. Vậy là bạn đã hiểu sâu về văn hóa doanh nghiệp, cụ thể là bám vào cái gì để xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ý nghĩa của hệ thống tồn chỉ, giá trị của tài sản hữu hình và vô hình, lợi ích cho các đối tượng khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp và ai có nhiệm vụ trong quá trình hình thành và duy trì văn hóa doanh nghiệp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mà tiếp tục nội dung rất hấp dẫn, đó là tập 2, nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trước khi bạn trải nghiệm nội dung chính tập 2, nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì tôi xin nhắc lại lưu ý về học trực tuyến có tương tác. Với hơn 20 năm kinh nghiệm quản trị thực dụng, các chuyên gia Berlin luôn xem bạn là trọng tâm của khóa học. Với quan điểm này, bạn sẽ được thưởng thức rõ các nội dung trọng tâm nhất, chất lượng nhất và đặc biệt bạn sẽ được tương tác trực tiếp với chuyên gia. Ồ, được tương tác trực tiếp với chuyên gia trên video luôn hả chuyên gia? À đây này, video clip không có chức năng tương tác bạn nha. Bạn chỉ được tương tác trực tiếp với chuyên gia tại nền tảng công nghệ của Berlin tại trang web bbalancer.com. Ngoài ra tại nền tảng công nghệ của Berlin thì có đầy đủ chức năng hơn như là tải tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn chi tiết thực hiện, đánh giá sau đào tạo, cấp chứng chỉ. Nên khi gặp tương tác không trên nền tảng của Berlin thì bạn cứ suy nghĩ tư duy nha. Wow, vậy khỏe rồi, ngồi ở đâu cũng học tốt. Khi cần thì mở ra xem, rồi học theo tốc độ của cá nhân luôn ha. Và muốn có được chứng chỉ chứng nhận nè, cũng như tài liệu thực hiện, thì cứ vào trang web bbalancer.com là có luôn ha. Tôi thích nhất là không phải chạy, tránh đường xá xa xôi, mà còn kẹt xe nữa chứ. Còn tôi thích nhất là những bộ tài liệu nè, biểu mẫu, chính thống từ một công ty chuyên tư vấn quản trị cho hàng trăm doanh nghiệp, là sự đúc kết tốt nhất, rất có giá trị cho chúng ta. Vâng, lần đầu tiên có một công ty chuyên tư vấn quản trị doanh nghiệp làm điều này thì Berlin cũng rất mong bạn hãy ủng hộ Berlin bằng cách không được sử dụng video này thuộc bản quyền của Berlin. Sự ủng hộ của bạn sẽ là động lực giúp các chuyên gia còn tâm huyết chia sẻ nhiều bí quyết khác, giúp bạn cũng như doanh nghiệp bạn thành công nhanh hơn, bền vững hơn. Xin cảm ơn bạn. Ồ, kỹ thuật chuyên nghiệp cho nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh là sao ha? Để có thể xây dựng được một nền văn hóa mạnh, thương hiệu mạnh cho doanh nghiệp, chúng ta sẽ phối hợp các kỹ thuật sau đây một cách rất nghệ thuật. À, thì ra là vậy. Nghĩa là có kỹ thuật, có phương pháp hẳn hoi, nhưng phải sử dụng nó một cách nghệ thuật, không được máy móc ha. Như bạn nhìn thấy, trọng tâm là giá trị cốt lõi. Giá trị cốt lõi này ra đời nhằm phục vụ cho sứ mệnh và dẫn đường cho thành công của tầm nhìn. Để văn hóa doanh nghiệp làm được điều to tát này, thì đầu tiên tôi xin giới thiệu 4 công cụ hữu ích giúp bạn xây dựng được văn hóa doanh nghiệp thành công. Đó là 4A, Fishbone Diagram, BDCA và KPI. Ủa, mà 4A là gì vậy chuyên gia? Chuyên gia đang chờ bạn tương tác luôn kìa. Theo bạn nên ưu tiên những hoạt động nào trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp? Bạn hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên hành động bằng phương pháp 4A này nha. 4A thực ra là giống chiêu của marketing quá ha. Bạn nhìn ra vấn đề hay quá ha. Marketing là giúp cho khách hàng hiểu biết, tin tưởng sản phẩm. Chính hai điều cốt yếu này sẽ khiến khách hàng yêu quý sản phẩm, sử dụng sản phẩm, trung thành và lan truyền thông tin tốt về sản phẩm với mọi người. Cụ thể là để thay đổi được thói quen của ai đó thì bạn cần phải đi từng bước cho từng giai đoạn cụ thể. Đầu tiên phải cho họ biết và nhớ thói quen đó là gì, đem lại lợi ích gì hoặc tác hại gì cho họ, cho những người xung quanh. Trong quá trình biết và nhớ đó, dần dần họ sẽ tin và chấp nhận. Khi mà họ tin và chấp nhận thì họ sẽ áp dụng. Cứ thế hành vi trở thành thói quen và được duy trì cho các thế hệ kế tiếp.
Đặc biệt với doanh nghiệp đã tồn tại lâu dài, đã thành nếp chưa tốt, chưa phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty, thì bạn không nên thực hiện chương trình công bố thông tin gì quá đột ngột hay là quá khó khăn, gây gắt ngay từ đầu thì sẽ dễ gặp sự phản đối phức tạp trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Hèn gì có nhiều doanh nghiệp đã thất bại trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Vậy biết và nhớ là bước quan trọng nhất, giống như là đầu xuôi đuôi lọt vậy ha. Đố bạn để đầu xuôi đuôi lọt thì bạn cần có những hành động gì nè? Thì phải nói sao cho lọt lỗ tai. Bạn nói đúng lắm, cụ thể là doanh nghiệp bạn phải cụ thể hóa ra quy trình, chính sách cụ thể, rồi tiến hành truyền thông, huấn luyện, hướng dẫn đâu ra đấy cho mọi người biết, thấm dần và nhớ rồi mới áp dụng. À, chứ cứ đột ngột tung hỏa mù một đống thông tin, quy trình, quy định thì dễ bị phản kháng luôn đó. Con người mới sinh ra vốn đã sợ hãi rồi mà. Rất tâm lý, rất nghệ thuật nha. Ha, hình này cũng rất tâm lý nè Lị. Mệt rồi nha. Bạn xem hình rồi thì hãy viết một câu có ý nghĩa phù hợp với hình để hiểu sâu hơn tại sao quy trình, quy định và truyền thông là quan trọng. Công nhận tương tác vừa rồi đọc thật. Đọc vậy để bạn nhớ rằng trong các sự việc thông thường, nếu không truyền thông rõ ràng thì luôn có hậu quả. Đúng đó, vì mỗi người mỗi tư duy khác nhau, mỗi suy nghĩ khác nhau, phải không chuyên gia? Do đó người làm nhân sự phải luôn truyền thông rõ ràng, cụ thể như lợi ích mà doanh nghiệp và nhân viên sẽ đạt được khi xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua các văn bản về chính sách, quy trình cụ thể là vậy. Vâng, vậy là các quy trình, quy định khi ban hành thì cũng phải truyền thông rõ ràng về lợi ích cho nhân viên khi họ sử dụng. Rồi còn phải hướng dẫn nhân viên rõ ràng, cụ thể trước khi áp dụng, ha chuyên gia? Bạn thật là giỏi. Khi bạn biết rõ phương pháp 4A như thế nào rồi thì bây giờ hãy bắt tay vào phân tích trước khi lập kế hoạch cụ thể theo 4A nha. Phân tích gì đây ta? Là bạn cần phải phân tích hiện trạng công ty bạn đang như thế nào, có được bao nhiêu phần trăm nhân viên đạt giá trị cốt lõi, cụ thể là có được bao nhiêu phần trăm quy trình, quy định được vận hành thực tế, rồi nhân viên có được huấn luyện, có hiểu rõ để có được sự cải tiến cũng như đạt được KPI bao nhiêu nhân viên, đặc biệt là sau tất cả thì nhân viên hài lòng về môi trường đang làm việc như thế nào. Ồ, vậy với công ty mới thành lập thì mình không cần phải làm bước này, chuyên gia nhỉ? Vâng, nếu công ty mới và chưa có ai, chưa có hoạt động gì thì ta xây dựng kế hoạch dựa trên mục tiêu muốn đạt về văn hóa doanh nghiệp luôn. Như bạn thấy đó, phân tích hiện trạng thì tôi nhắc nhiều đến quy trình, quy định so với thực tế hành vi của nhân viên. Thì để doanh nghiệp phát triển bền vững, doanh nghiệp cần tập trung vào xem xét hiện trạng doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống quản trị hay chưa. Trong đó có các quy trình, quy định cực kỳ quan trọng, giúp doanh nghiệp phát triển vững mạnh. Đó là đầu tiên phải nói. Tiền đâu phải không chuyên gia? Bạn nhanh nhảu ghê, đúng là đầu tiên bạn phải có chính sách rõ ràng về định hướng, về thưởng, được mất khi tuân thủ quy trình và không tuân thủ quy trình. Rồi tiếp đến là phải có quy trình tuyển chọn đúng, thật sự nghiêm túc. Vì đầu xuôi đuôi lọt, phải không chuyên gia? Đúng rồi, việc tuyển đúng người thật ra lại là quan trọng nhất đó bạn. Kế đến là phải có hệ thống đào tạo đúng người, đúng chiến lược. Cụ thể là phải xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp, phát triển năng lực lãnh đạo và chiến lược phát triển lực lượng kế thừa. Wow, có được những chiến binh này thì may ra công ty mới phát triển ha. Vâng, cuối cùng là bạn phải có quy trình quản lý hiệu quả làm việc. Đến lúc này là ngắm đâu bắn đó ha chuyên gia? Bạn giỏi lắm. Mình nắm rõ hiện trạng như thế nào rồi, giờ mình làm gì ha? Vậy theo bạn, sau khi mình nắm rõ hiện trạng đặc thù của doanh nghiệp mình rồi thì mình cần làm gì để nhân viên đạt giá trị cốt lõi? Thì mình dùng phương pháp 4A lúc nãy chuyên gia có giới thiệu để hành động đó. Cụ thể là bạn cần đặt mục tiêu sứ mệnh của doanh nghiệp bạn tại trọng tâm này. Tôi lấy ví dụ như sứ mệnh của công ty Berlin là phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước. Cụ thể với tầm nhìn là dẫn đầu hiệu quả trong ứng dụng quản trị nguồn nhân lực tại Việt Nam. Wow, con cá. Con cá ăn mồi hả chuyên gia? Ví dụ chúng ta đặt mục tiêu cần đạt tại đầu con cá, hơn 80% nhân viên đạt giá trị cốt lõi, tận tâm, hiệu quả và chung tay với cộng đồng, để từ đó luôn đi đúng hướng của sứ mệnh và đạt được tầm nhìn của Berlin. Tiếp tục ta vẽ các xương cá. À, hiểu rồi, mình dùng phương pháp xương cá để phân tích các hành động cần thiết để đạt được mục tiêu, phải không chuyên gia? Chính xác, với các nhánh xương cá lớn là để đặt vấn đề lớn, đặt mục tiêu lớn cần phân tích. Nhánh xương cá nhỏ là để phân tích sâu hơn về vấn đề lớn. Cứ thế bạn sẽ phân tích được ngọn ngành, mục tiêu cần đạt được thì cần phải làm gì, rất chi tiết và cụ thể. Cụ thể với xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì ta có 4 nhánh xương cá lớn tương ứng với 4A.
Để đạt được mục tiêu 4A này thì ta cần phải có những hành động gì được thể hiện tại những nhánh xương cá nhỏ hơn, sau đó là nhỏ hơn. Ví dụ như với nhánh xương cá lớn, biết và nhớ thì cần có những hành động như là thiết lập đội chuyên trách, truyền bá, huấn luyện, lôi kéo tham gia bằng các cuộc thi hoặc là giải thưởng. Ồ, công cụ này quá thú vị luôn. Tiếp theo là tương tác thú vị hơn đang chờ bạn kìa. Ồ, cái hình gì mà tháo lạ vậy ta? Bạn biết gì về PDCA chưa? Chưa biết chuyên gia ơi. Vậy chờ gì nữa, chỉ cần bạn kéo thả hoặc click double vào nội dung để điền vào chỗ trống phù hợp với hình là bạn hiểu ngay PDCA là gì và tại sao cần phải sử dụng PDCA. Ok, chuyện nhỏ mà. Như bạn biết đó, xã hội luôn phát triển, bất cứ ai không tiến thì ắt là tuột. Vì thế mà công cụ PDCA rất đơn giản mà hữu ích. Công cụ này luôn nhắc nhở bạn trong quản lý công việc, bạn cần tập trung vào 4 vấn đề chính, đó là lập kế hoạch thật kỹ, sau đó thực hiện và kiểm tra công việc theo kế hoạch, và cuối cùng là điều chỉnh, cải tiến phù hợp với tình hình thực tế. Việc điều chỉnh cải tiến này cũng phải cập nhật vào trong bản kế hoạch, cứ thế bạn sẽ hoàn thành được mục tiêu. Cần phải nói rằng chỉ khi nào bạn làm việc có kế hoạch thì bạn mới có thể thành công. Khi lập kế hoạch thì bạn cần lưu ý điều gì? Thì mình phải sử dụng những điều đã làm ở trên đưa vào bản kế hoạch để tiện theo dõi nè, kiểm tra, theo đuổi đến thành công phải không chuyên gia? Đúng rồi, ngoài ra bản kế hoạch của bạn cần phải SMART, đó là S, Specific, cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu. M, Measurable, đo lường được. A, Achievable, tính khả thi, có thể đạt được hoặc một thách thức có khả năng đạt được. R, Realistic, thực tế. T, time bound, thời hạn để đạt được. Công cụ SMART này đã ra đời từ xa xưa, nên những ai chuyên nghiệp thì đã dùng KPI và chỉ tiêu. Với những phương pháp chuyên nghiệp này thì cụ thể hóa hơn SMART. Một, thứ nhất là mục tiêu, là định hướng cho các hành động cùng hướng đến đúng đích. Hai, thứ hai là thước đo, hay còn gọi là KPI. KPI giúp cho nhận biết hoặc xác định có đạt được mục tiêu hay không. Ba, thứ ba là chỉ tiêu, đó là sự so sánh với mức thực hiện trong ngành hay đối thủ hay tiêu chuẩn của Việt Nam quốc tế. 4. Cuối cùng là giải pháp. Đây là phần rất quan trọng, vì thực ra ta có đạt được mục tiêu, KPI, chỉ tiêu hay không là do có giải pháp hiệu quả. Nếu bạn muốn trở thành một chuyên gia thiết lập mục tiêu, KPI, chỉ tiêu và giải pháp quyết định đến hiệu quả và thành công, thì bạn cần học thêm khóa tương tác, kỹ thuật xây dựng KPI giúp đạt được mục tiêu kinh doanh, hoặc khóa quản trị doanh nghiệp theo Balanced Scorecard. Khóa tương tác này không chỉ giúp bạn thành công trong quản lý công việc, mà còn giúp bạn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Cái bản mục tiêu, KPI, chỉ tiêu, giải pháp này đơn giản mà trọng tâm quyết liệt. Chuyên gia rất muốn biết bạn thường tạo ra bản kế hoạch như thế nào. Bạn hãy chia sẻ cùng với chuyên gia đi nha. Wow, bạn thường lập kế hoạch như thế nào? Là giờ chọn một hoặc nhiều lựa chọn mà mình đã thực hiện phải không chuyên gia? Đúng rồi, các bạn thực hiện tương tác đi ha. Đây là bản kế hoạch đã giúp các chuyên gia thành công nhanh và bền từ thời còn đi làm thuê cho các tập đoàn đa quốc gia với mức lương hơn 6.000 đô la Mỹ, đến khi trở thành chuyên gia tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức vừa và lớn. Ồ, em muốn được như chuyên gia. Thì chỉ cần bạn kiên trì thực hiện đúng phương pháp thì bạn sẽ đạt được ước muốn thôi. Đây là bản kế hoạch chứa đựng những điều cốt yếu nhất giúp đạt được mục tiêu. Tùy theo hoàn cảnh, loại công việc sẽ có thêm vài cột theo dõi khác. Với xây dựng văn hóa doanh nghiệp thì bạn cần có 5W, 2C và 1M, đó là bạn thể hiện hành động. 1. Tại sao bạn phải thực hiện điều này và cần làm cái gì cụ thể? Điều này bạn đã trả lời bằng sơ đồ xương cá rồi đó nhé, nên bạn hãy lấy các việc đã phân tích giúp bạn đạt được mục tiêu đưa vào cột này. 2. Tiếp tục, bạn cần chốt về khi nào, ai thực hiện ở đâu. 3. Rồi kiểm soát bằng KPI, chỉ tiêu cụ thể là gì. 4. Đặc biệt là bạn phải kiểm tra định kỳ việc này với thời gian ra sao. 5. Và cuối cùng là ngân sách cần chi trả cho việc này là bao nhiêu. 5W, 2C và 1M diễn tả trọng tâm trong bản kế hoạch. Bạn thấy đó, trong bản kế hoạch này đã hội đủ 4 công cụ: nội dung xương cá, PDCA, 4A, KPI và được diễn tả theo cấu trúc 5W, 2C và 1M.
Riêng với kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp hữu hình thì bạn cần lưu ý hai việc chính, đó là kiến trúc doanh nghiệp và sản phẩm, dịch vụ của đặc thù doanh nghiệp bạn. Ồ đúng rồi ha, cần phải tạo ra văn hóa hữu hình đồng bộ với văn hóa vô hình chứ nhỉ. Với kế hoạch này thì bạn cũng nên phân tích theo trình tự như đã hướng dẫn để biết được việc nào cần và ưu tiên ra sao. Thế là bạn vừa lập được bản kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp bài bản chuyên nghiệp rồi đó. Bây giờ bạn phải hành động thôi, có hành động thì mới có thành công. Yes madam, tôi nhất quyết hành động đến cùng mục tiêu đã đề ra. Như bạn đã biết, công cụ BDCA sau khi lập kế hoạch thì hành động. Hành động này luôn được đeo bám theo kế hoạch. Yes, phải làm việc vì kế hoạch. Trong quá trình thực hiện theo kế hoạch thì cũng phải kiểm tra định kỳ như trong kế hoạch đã tính toán. Theo thực tế thì khâu này là kém nhất của người quản lý công việc, trong khi việc này là việc quan trọng nhất trong quá trình thực hiện, giúp mọi việc đi đúng hướng, đúng chất lượng, đúng số lượng đã định tại KPI và chỉ tiêu. Tại sao lại quan trọng nhất, bạn có biết không? Dạ, thì có kiểm tra mới biết thực tế có khả năng đạt được đúng kế hoạch, mục tiêu đã đề ra hay không. Chứ chờ đến lúc nhận kết quả thì tá hả? Sao kịp? Bạn nói rất đúng, bởi vì trong quá trình thực hiện thực tế thì có những vấn đề xảy ra ngoài dự định do khách quan hoặc chủ quan của người thực hiện. Có rất nhiều lý do có thể xảy ra khiến cho kế hoạch không thành hiện thực. Do đó người thành công luôn có thói quen kiểm tra là vậy. Chính kiểm tra mới giúp ta kịp thời cải tiến, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp hơn với tình hình thực tế đầy biến động. Đúng là thế giới xung quanh ta đầy biến động, không biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Kết thúc một kỳ hoặc kế hoạch, ta tiến hành đánh giá hiệu quả trong quá trình thực hiện kế hoạch. Để cứ thế, ta cứ lặp lại việc thực hiện 4 công cụ, xương cá, BDCA, 4A và KPI. Chuyên gia có một câu đố dành cho bạn kìa, bạn hãy tương tác cùng với chuyên gia nhé. Theo bạn, 4 việc BDCA thì việc nào quan trọng nhất? Bây giờ bạn hãy kéo thả việc quan trọng nhất vào chỗ trống cho mỗi giai đoạn đi ha. Tương tác vừa rồi giúp bạn ngộ ra điều gì không? Giúp tôi cẩn thận, tùy theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn có sự tập trung, trọng tâm khác nhau. Vâng, bạn hiểu vấn đề rất nhanh. Thật ra, nhờ các trải nghiệm tương tác thực tế này mới giúp tôi ngộ ra nhiều điều đó chuyên gia. Vâng, tương tác vừa rồi đã giúp chúng ta kết thúc tập 2, nghệ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giúp bạn nắm rõ phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, vừa là kỹ thuật vừa là nghệ thuật với kết hợp tâm lý con người, giúp doanh nghiệp bạn có bản sắc riêng và tồn tại vững mạnh. Cảm ơn chuyên gia, tôi học được rất nhiều điều từ tập 2 này. Bạn hãy tiếp tục tập 3 là tập giúp bạn trải nghiệm các thực tiễn có thể xảy ra, trọng tâm và tính hệ thống, để khi bạn làm việc tại bất kỳ đặc thù doanh nghiệp nào bạn cũng lèo lái thành công. Công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam là một dự án truyền cảm hứng, thực hiện khát vọng, phát triển con người, phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước, được thực hiện bởi công ty Belen, chuyên tư vấn về quản trị doanh nghiệp. Công ty Belen tạo ra hai kênh YouTube, quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài. Đặc biệt, Belen đã phát triển công nghệ quản trị cuộc đời, quản trị nhân tài đầu tiên tại Việt Nam tại trang web bebelenser.com. nhằm giúp bạn nhận được nhiều giá trị hơn khi sử dụng nền tảng công nghệ của Belen. Để khát vọng được bùng lên và lan tỏa vững mạnh, thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia Belen đã truyền lại hệ thống kiến thức, kinh nghiệm cho các thế hệ nối tiếp. Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến bạn đã cùng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam. Xin cảm ơn bạn. Bạn hãy nhấn like, share và subscribe để nhận được thông báo video mới nhất nhé. Cảm ơn bạn, chúc bạn luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng.